Chào mừng các em đến với khóa học tiếng Anh lớp 12 trên trang web olm.vn Unit 9. Choosing a Career. Writing Trong tiết Writing ngày hôm nay, chúng ta sẽ thực hành viết một lá thư xin việc. Trước tiên, chúng ta cùng khởi động với một hoạt động nhỏ. Theo tạp chí Fortune thì dưới đây là ba công ty được ngưỡng mộ nhất trên thế giới. Dựa vào những biểu tượng trên màn hình, các em hãy cho cô biết tên của ba công ty này rất chính xác đứng đầu danh sách những công ty được ngưỡng mộ nhất thế giới là apple đây là một công ty trong lĩnh vực máy tính và truyền thông tiếp theo là amazon một công ty công nghệ đa quốc gia của mỹ rất nổi tiếng với nền tảng thương mại điện tử đứng ở vị trí thứ ba cũng là một công ty trong lĩnh vực máy tính và truyền thông microsoft Bên cạnh ba công ty này, kem có biết đến những công ty nào nữa không? Và kem có muốn một ngày nào đó được làm việc tại những công ty nổi tiếng này không? Vậy, để có thể đến được với vòng phỏng vấn vào những công ty nổi tiếng thì bên cạnh một bản CV ấn tượng, kem cũng cần phải có một bức thư xin việc thật tốt để thuyết phục được nhà tuyển dụng. Trong tiết writing của Unit 8, chúng ta đã biết cách viết một bản CV và trong bài học ngày hôm nay, chúng ta sẽ tập trung vào cách viết một lá thư xin việc. Trong hoạt động đầu tiên, các em sẽ được đọc một lá thư xin việc và nhiệm vụ của chúng ta chính là xác định các phần của lá thư này. Trên đây là 8 thành tố quan trọng của một lá thư xin việc. Cô trò chúng ta cùng nhìn qua một lượt trước khi làm bài nhé. Đầu tiên chúng ta có date. Ngày tháng viết applicant's personal qualities phẩm chất cá nhân của ứng viên recipient's address địa chỉ người nhận applicant's address địa chỉ người gửi tức là ứng viên applicant's work experience kinh nghiệm việc làm của ứng viên applicant's signature and full name chữ ký và tên đầy đủ của ứng viên

Đầu tiên chúng ta thấy có địa chỉ số 254 đường Giảng Võ, Hà Nội. Kem chú ý ST là viết tắt của Street, đường, phố. Đây là địa chỉ của người nhận hay là người gửi các em nhỉ? À đúng rồi, đây chính là địa chỉ của người nhận bởi vì chúng ta thấy có cụm từ The Manager, người quản lý. Vậy thông tin của phần này chính là Recipient's Address. Địa chỉ của người nhận. Dưới địa chỉ của người nhận, chúng ta thấy có ngày tháng năm, đây chính là ngày viết. Tiếp theo ở vị trí số 3 chúng ta thấy cũng có một địa chỉ nữa và chắc chắn rồi, đây là địa chỉ của người gửi, tức ứng viên. Số 4. Tôi viết bức thư này để hồi đáp cho quảng cáo của ông bà trên trang findingjobs.com cho vị trí nhân viên bán hàng bán thời gian. Như vậy thì ở đây chúng ta thấy có thông tin về vị trí công việc nhân viên bán hàng bán thời gian và nơi mà ứng viên thấy quảng cáo công việc đó là trang findingjobs.com. Vậy thì đây chính là nội dung của phần 4, công việc là gì và ứng viên thấy quảng cáo công việc ở đâu. Phần số 5, chúng ta thấy có những thông tin về công việc mà người viết đã làm. Mùa hè năm ngoái, tôi làm việc với vị trí nhân viên bán hàng trong 5 tuần tại một cửa hàng địa phương. Nhiệm vụ của tôi là phục vụ khách hàng, bao gồm cả khách hàng nước ngoài, giao hàng và trả lời điện thoại. Như vậy, nội dung của phần số 5 chính là kinh nghiệm việc làm của ứng viên. Trong phần số 6, chúng ta thấy có các phẩm chất được đề cập như là reliable, đáng tin cậy, hardworking, chăm chỉ, enthusiastic, năng động, nhiệt tình. Như vậy thì nội dung của phần 6 chính là applicant's personal qualities, phẩm chất cá nhân của ứng viên. Trong phần số 7, chúng ta thấy có những thông tin về thời gian mà ứng viên có thể tối phỏng vấn và thời gian ứng viên sẵn sàng làm việc. Tôi có thể tới phỏng vấn vào bất cứ buổi chiều nào trong tuần. Tôi có thể bắt đầu làm việc từ ngày 15 tháng 6. Và cuối cùng, rất rõ ràng, trong phần cuối cùng chúng ta có chữ ký và tên đầy đủ của người viết. Như vậy thì chúng ta vừa tìm hiểu xong cấu trúc của một lá thư xin việc. Kem hãy cùng nhìn lại cấu trúc này một lần nữa. Quay trở lại bức thư vừa rồi em hãy cùng đọc qua lá thư một lần nữa và cho cô biết đây là lá thư trang trọng formal hay là lá thư thân mật informal đúng rồi đây chính là một bức thư trang trọng a formal letter và trang trọng cũng chính là văn phong mà chúng ta cần sử dụng khi viết một lá thư xin việc để gửi cho nhà tuyển dụng vậy nhìn vào bức thư này các em có thể tìm cho cô những cấu trúc để giúp bức thư này trở thành một bức thư trang trọng được không? Chúng ta cùng quan sát nhé. Đầu tiên chính là cách xưng hô. Người viết sử dụng cách xưng hô là Dear Sir or Madam. Kính thưa ông hay bà. Đây chính là một cách xưng hô trang trọng. Tiếp theo chúng ta có cấu trúc I am writing in response to Chúng ta thấy người viết ưu tiên sử dụng danh từ response, sự hồi đáp, thay vì sử dụng cấu trúc với động từ to respond. Thì các em chú ý, trong văn phòng trang trọng, chúng ta có xu hướng sử dụng nhiều danh từ và cụm danh từ hơn là động từ nhé. Một cấu trúc rất phổ biến trong lá thư trang trọng nữa đó là I would be grateful. Tôi sẽ rất biết ơn nếu có cơ hội đến thăm cửa hàng. Chúng ta cũng thấy có một từ thể hiện sự lịch sự trang trọng nữa đó là please. Trong câu please find my CV enclosed in this letter. Vui lòng xem CV của tôi được đính kèm trong lá thư này. Câu tiếp theo gần như là cố định trong mọi lá thư trang trọng. I look forward to hearing from you soon. Tôi rất mong nhận được hồi âm của ông bà. Và để kết thúc bức thư thì chúng ta có rose faithfully, trân trọng. Vậy là chúng ta vừa tìm ra được những cụm từ cấu trúc để làm cho bức thư của chúng ta trang trọng hơn, lịch sự hơn. Bây giờ thì cô có lưu ý với các em về cách xưng hô trong văn phòng trang trọng. Trong trường hợp chúng ta biết tên chính xác của người nhận thì các em sẽ mở đầu bức thư bằng dear Mr, Miss hay Mrs cộng với họ của người nhận và trong trường hợp này thì chúng ta sẽ kết thúc bức thư bằng yours sincerely còn trong trường hợp chúng ta không biết tên của người nhận thì chúng ta sẽ mở đầu bức thư bằng dear sir or madam và kết thúc bức thư bằng yours faithfully kèm chú ý nhé như vậy thì chúng ta đã tìm hiểu về cách viết một lá thư xin việc mang văn phòng trang trọng. Bây giờ, kem cùng thực hành viết với yêu cầu sau đây. Trên màn hình là một quảng cáo việc làm. Kem cùng đọc quảng cáo và xác định xem chúng ta cần những phẩm chất và kinh nghiệm việc làm nào cho vị trí này. À, theo như quảng cáo việc làm thì phẩm chất đầu tiên mà chúng ta cần có đó chính là nhiệt tình năng động enthusiastic. Bên cạnh đó thì vị trí lễ tân còn yêu cầu chúng ta tự tin, confident, đáng tin cậy, trustworthy, chăm chỉ, hardworking. Chúng ta cũng cần nói tiếng Anh lưu loát do có thể có những khách hàng nước ngoài. Và làm việc trong nhiều giờ, do thời gian làm việc của chúng ta là từ 8 giờ sáng cho tới 4 giờ chiều. Chúng ta cũng nhớ đề cập đến những công việc trước đó, đặc biệt là những công việc có liên quan đến vị trí tuyển dụng. Ví dụ như là công việc tại một công ty du lịch địa phương chẳng hạn. Dựa vào những gợi ý này, thì các em hãy viết bài hoàn chỉnh và gửi bài viết của mình vào phần Q&A, cô đã để link phía dưới nhé. Bài học của chúng ta đến đây là kết thúc rồi. Chào các em và hẹn gặp lại các em trong những bài học tiếp theo của olm.vn.